Ngày 14 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử, tuyên phạt Cao Thanh Ân 39 tuổi 13 năm tù, Nguyễn Quang Nghĩa 32 tuổi, cùng quê huyện Quế Sơn, Quảng Nam, 4 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Ân và Nghĩa nảy sinh ý định thông qua hình thức xin việc làm, chuyển công tác để chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, do có nhu cầu xin việc cho em gái nên anh H. T. B. 41 tuổi, trú Quảng Trị thông qua người quen gặp Ân ở Đà Nẵng. Anh V. nói muốn xin việc cho em gái vào một ngân hàng nhà nước tại Đà Nẵng. Ân cho biết chi phí là 150 triệu đồng, đưa trước 80 triệu, 2 tháng sau có việc thì thanh toán nốt số còn lại. Ân còn ra nhà của anh V. ở Quảng Trị để trao đổi. Tại đây, Ân nổ là có anh ruột làm việc ở Bộ Công an nên có thể xin việc được. Sau khi nhận 80 triệu đồng, Ân mang trả nợ và tiêu hết. Vụ khác, trong lần dự tiệc tất niên xóm ở quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Nguyễn Quang Nghĩa gặp anh V. Ít, H. Qua nói chuyện, Nghĩa biết anh H. công tác tại bệnh xá công an tỉnh Quy, xa gia đình. Nghĩa đặt vấn đề, hứa hẹn nhiều người xin cho anh H. chuyển về công tác tại công an Đà Nẵng. Nghĩa liên hệ Ân để nhờ. Khi gặp anh H., Ân thể hiện mình là người có nhiều mối quan hệ quen biết, đưa thông tin gian dối rằng có thể lo được cho anh H. Ân và Nghĩa đã chiếm đoạt số tiền 150 triệu đồng của anh H., riêng Nghĩa còn chiếm đoạt của nạn nhân 75 triệu đồng. Tổng cộng, Ân và Nghĩa đã 5 lần chiếm đoạt tiền của các bị hại. Tại tòa, bị cáo khai nhận đã gian dối, nổ có quen biết với người nhà của lãnh đạo cơ quan trung ương, lãnh đạo công an Đà Nẵng, Quảng Nam, tòa án, ngân hàng để chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.